Thưa quý vị và các bạn, năm nay bà con nông dân trên địa bàn Hà Tĩnh được mùa lúa toàn diện với năng suất là gần 60 tạ trên mỗi hecta. Thế nhưng bên cạnh niềm vui được mùa thì người dân lại vô cùng lo lắng vì không biết làm cách gì để vừa đảm bảo thu hoạch lúa vừa phòng chống dịch bệnh. Nhất là tại địa phương này đang nằm trong vùng cách ly, không được ra đồng. Và trước thực trạng này thì các địa phương tại Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo và hiệu quả để giúp dân thu hoạch lúa. Cánh đồng lúa của xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà vào vụ thu hoạch. Sau khi lúa đã gặt xong, sẽ được các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua tận nơi. Vì thế, các hộ dân nằm trong vùng cách ly y tế, không cần phải ra đồng, nhưng vẫn có thể thu hoạch được lúa. Năm nay được mùa, được giá, nên bà con rất vui mừng, phấn khởi. Dân cũng hết sức phấn khởi, nhưng mặt khác này cũng phải cảnh giác để là xóa tán cái dịch bệnh COVID-19, đồng thời là tiếp tục thu hoạch mùa vụ đông xuân và triển khai làm là mùa hè thu sắp tới. Vụ xuân năm nay, Thạch Hà gieo cấy trên 8.100 ha lúa, năng suất đạt gần 60 tạ một ha, cao nhất từ trước đến nay. Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã kiểm soát kỹ các chủ máy gặt liên hợp từ địa phương khác đến Thạch Hà thu hoạch lúa. Đối với các cái hồ và các cái vùng mà hiện nay đang phải cách ly thì giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là huy động lực lượng để giúp đỡ bà con nhân dân. Trường hợp mà lực lượng còn thiếu thì đề xuất với huyện để huyện bố trí hỗ trợ lực lượng để thu hoạch nhanh gọn cho bà con nhân dân. Còn tại huyện Cẩm Xuyên, nơi người dân vừa trải qua đợt lũ lịch sử, việc được mùa lúa năm nay đã góp phần giúp cho bà con vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Chúng tôi cho rằng đây là một điều kiện thuận lợi để chúng ta chung tay thực hiện cái mục tiêu kép vừa chống dịch nhưng vừa tập trung sản xuất, và cũng nhờ cái có được cái năng suất và sản lượng này thì cái việc đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho bà con cũng một điều kiện để cho cấp ủy chính quyền địa phương là thực hiện cái chống dịch tự tin hơn. Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương hỗ trợ tối đa cho người dân, nhất là điều khiển phương tiện để thu hoạch nhanh nhất với tinh thần là xanh nhãn ra đồng. Năm nay Hà Tĩnh đã đưa toàn bộ giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất trên quy mô lớn. Cùng với đó, các địa phương đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên người dân được mùa toàn diện. Qua đó góp phần giúp nhân dân và chính quyền địa phương có tâm thế tốt hơn để yên tâm phòng chống dịch.